Địa bàn xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập có lợi thế về đất sản xuất và điều kiện khí hậu, thích hợp cho cây sắn dây phát triển cho năng suất cao, chất lượng tốt. Hợp tác xã Nông dược Xanh Mỹ Lung, xã Mỹ Lung đã chọn sắn dây là cây trồng chính để phát triển sản phẩm hàng hóa. Với diện tích 5 hectare đất trồng màu, chuyển sang trồng sắn dây từ 3 năm nay đã cho hiệu quả tốt, sản lượng đạt 150 đến 200 tấn mỗi năm. Hợp tác xã dần chuyển từ bán sản phẩm thô tươi sang chế biến tinh bột, nâng cao giá trị và thu nhập cho thành viên trong hợp tác xã. Hợp tác xã có lợi thế về địa hình, đất sản xuất, đã phát triển trồng cây sắn dây. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này, gia đình anh Phạm Văn Trường, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp xanh Mỹ Lung, xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập, đang vào vụ thu hoạch sắn dây. Cây sắn dây trồng ở vụ xuân cho thu hoạch củ sau 9 tháng trồng. Với thổ nhưỡng đất phù hợp và được chăm sóc đúng kỹ thuật nên năng suất củ khi thu hoạch khá cao. Trung bình 1 hectare có 250 đến 280 ụ trồng. Mỗi ụ cho từ 80 đến 130 kg củ. Cá biệt có những ụ cho 150 đến 180 kg củ. Với trang thiết bị phục vụ cho chế biến tinh bột được đầu tư khá đầy đủ, từ công đoạn nghiền tươi, bể lọc rửa đến hệ thống máy sấy khô bằng điện khá hoàn chỉnh. Điều kiện nhà xưởng sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đã tạo ra sản phẩm tinh bột chất lượng tốt. Việc sử dụng dây chuyền sản xuất khép kín, ứng dụng công nghệ cao đã giúp bột sắn dây của hợp tác xã Nông dược Xanh Mỹ Lung giữ được hương vị riêng và cho mẫu mã đẹp hơn. Sắn dây này thì chúng tôi trồng thì chủ yếu là nó không không có bị sâu bệnh gì, và khoảng một năm chúng tôi chỉ có phải phun có một lần thôi, vì cây cây này nó chỉ có cái con dẹp nó ấp vào lá thôi. Thời gian thu hoạch của chúng tôi thì từ tháng chạp đến hết tháng 2 âm lịch thì hợp tác tôi thu hoạch thì hết cái diện tích và cái số lượng là chế biến là cũng xong. Bắt đầu chúng tôi lại chuẩn bị sang tháng 3 tôi lại vào vụ mới. Trong khi hợp tác chúng tôi sản xuất cái này thì rất nhiều cái công đoạn nó vất vả, khó khăn, tốn nhiều công lao động, chi phí cao. Năm 2023, Hợp tác xã Nông dược Xanh Mỹ Lung, xã Mỹ Lung được Trung tâm Khuyến nông Phú Thọ hỗ trợ kinh phí và phối hợp cơ quan chức năng tổ chức FAO đánh giá đủ điều kiện vùng trồng sản xuất và được cấp giấy chứng nhận Việt Gáp cho 5 hectare diện tích trồng sắn dây. Đây là điều kiện quan trọng để hợp tác xã đầu tư sản xuất, phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường cho sản phẩm bột sắn dây đến tay người tiêu dùng. Sấy 4 ngày 4 đêm, bột đã được khô, dưới độ ẩm dưới 10% bắt đầu hợp tác chúng tôi bắt đầu ra đây đóng gói để em giao cho khách hàng. Với sản lượng dự tính năm nay hợp tác xã chúng tôi sẽ làm ước tính khoảng 6 tấn bột để bán ra cho khách hàng trên thị trường trong nước. Nếu một cân như chúng tôi sản xuất mà đóng hộp đem mác đầy đủ đẹp thì phải bán ra thị trường khoảng 180.000. Để sản phẩm chế biến từ sắn dây được đông đảo người tiêu dùng biết đến trên thị trường, hợp tác xã đã hoàn thiện quy trình sản xuất, mẫu mã bao bì cũng như chứng nhận Việt Gáp, quảng bá sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook và đăng ký sản phẩm tinh bột sắn dây trở thành sản phẩm OCOP trong năm nay. Địa chỉ liên hệ: anh Phạm Văn Trường, Hợp tác xã Nông dược Xanh Mỹ Lung, khu 9, xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, điện thoại 0977 095 001.